Chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quý Thiên. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về một vấn đề đang sôi nổi trên các báo chí truyền thông thế giới. Một tin tức chấn động. Đấy là công ty Facebook đã bị đánh cắp những dữ liệu cá nhân bởi công ty Cambridge Analytica của Anh Quốc. Và chúng tôi sẽ có một bài bình luận về sự kiện chấn động thế giới này. Là công ty Facebook đã bị tiết lộ từ 50 triệu cho tới 250 triệu thông tin cá nhân cho những người sử dụng mạng xã hội Facebook. Và khi cái tin này được tung ra đó, thì 5 ngày vừa qua đó, công ty Facebook đã mất gần 60 tỷ đô la. Chúng ta thấy là một cái tin tức rất là kinh khủng, và rất nhiều người sử dụng mạng xã hội Facebook đã phải xóa những thông tin cá nhân, những cái chương mục trong Facebook, và họ đã không còn xài Facebook nữa. Đó là một tin xấu cho công ty Facebook. Thì chúng ta đều biết á, mạng xã hội thì được thành lập vào khoảng năm 2006 do Mark Zuckerberg là một trong những người đầu tiên sáng lập ra công ty Facebook. Anh là một sinh viên ở Harvard và cùng những người bạn của mình để làm ra một cái mạng xã hội cho sinh viên để mà vào đấy vui chơi, giải trí và nói chuyện với nhau, chẳng hạn chia sẻ những thông tin với nhau và bạn bè. Thì qua thời gian thì anh nhận thấy rằng có thể thương mại hóa cái chương trình bè bạn của mình, cho nên anh đã thành lập công ty Facebook. Thì chúng ta đều biết đó, công ty Facebook hiện nay là một trong những mạng xã hội nổi tiếng của thế giới, và có rất nhiều người là thành viên, là user của Facebook. Thì năm 2017 vừa qua đó, có một ông giảng viên người Anh ở Đại học Cambridge tên là Cogan, Alexander Cogan, thì ông này dạy về tâm lý học, thì ông mới xin công ty Facebook là cho sử dụng những cái thông tin cá nhân để ông thu thập, để ông nghiên cứu cái tâm lý của cái người sử dụng mạng xã hội. Khi mà ông nghiên cứu thì chúng ta đều biết về nghiên cứu về tâm lý. Tâm lý đây có nghĩa là những cái hoạt động gần như là do thám chúng ta. Chúng ta nói chuyện cái đề tài gì, giờ nào chúng ta hay vào, và mỗi lần vào thì bao nhiêu phút, thích nói chuyện với đàn ông hay nói chuyện với đàn bà, hay là nói chuyện về chính trị, hay là share chia sẻ những tin tức về chính trị nhiều, hay là share những tin tức về thể thao. Cho nên ông viết một cái app, một chương trình để ông thu thập những cái thông tin trong cái mạng của Facebook. Thì chúng ta thấy công ty Facebook này cũng là hơi bất cẩn ở chỗ là cái thông tin đó là chỉ được giữa cá nhân chúng tôi hay là chúng ta với công ty Facebook, tức là hai bên trao đổi với nhau. Thì cái ông giáo sư này đó không phải là nhân viên của Facebook. Ông không phải là nhân viên của Facebook, ông cũng không phải là nhân viên hợp đồng nữa của Facebook. Ông chỉ là một ông giáo sư rồi liên lạc với Facebook, rồi xin Facebook, tôi muốn nghiên cứu những cái thông tin của khách hàng của các ông để chúng tôi làm một cái chương trình để mà ông có thể theo dõi khách hàng của ông, theo dõi những cái thú vui, những cái thói quen, để từ đó đó là ông có thể dùng cái này để ông bán cho các công ty quảng cáo. Chẳng hạn như có thể theo dõi tôi, thấy tôi thích đọc về sách này sách nọ chẳng hạn như, thì có thể giới thiệu qua công ty Amazon hay là những công ty khác quảng cáo về sách vở cho tôi chẳng hạn như vậy. Hay là thấy tôi thay vào coi những chương trình hài kịch thì họ sẽ giới thiệu về những chương trình về hài kịch để mà họ lấy quảng cáo của những công ty
làm những show về hài kịch chẳng hạn như vậy. Thì nghe thì có vẻ thích thú, công ty Facebook có vẻ thích thú với cái đồ án của ông giảng viên Cambridge này, nên họ mở cho ông này vào cái kho tư liệu để mà lấy thông tin. Thì cái ông này đó thì cũng thuộc loại là mồm to mép dại, lại đem đi liên kết với một công ty gọi là Cambridge Analytica, một cái công ty chuyên thu thập dữ liệu khắp nơi ở trên Google, trên Internet. Công ty này thì cũng làm về vấn đề bán thông tin để mà cho các công ty quảng cáo. Tiếng Mỹ gọi là data mining, tức là họ viết những cái chương trình để mà thu thập trên Internet coi người dùng như thế nào, giờ giấc ra sao, mấy giờ thì vào Internet, Internet thì coi cái gì, coi YouTube hay là coi báo chí chẳng hạn như vậy. Họ theo dõi, họ dùng những con bò, tức là những con bot đó, nên họ thu thập tin chỗ này chỗ kia, thì họ về họ thu thập thì họ mới phân loại. Họ phân loại cái người ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn thì sẽ thích cái gì, đàn ông thì thích cái gì, đàn bà thích cái gì, người ở bên California thì thích cái gì, người ở phố Bonsa thì thích cái gì. Họ nghiên cứu rất kỹ, nghiên cứu rất kỹ để mà họ phân loại. Thì cái chuyện đó thì bình thường lắm, hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu công ty trên thế gian này hay là họ thu thập cái đó bình thường. Cái vấn đề đó là không bình thường ở đây, nó có nhiều điều xảy ra mà nó gây một sự chấn động á, là khi mà cái công ty Cambridge Analytica này đó thu thập vô cái kho dữ liệu của Facebook á, thì không phải là của những người cá nhân xài nữa, mà họ lén vào các group friend của người đó, tức là những bạn bè thân hữu của người đó. Tức là họ nói là tôi chỉ nghiên cứu về ông Thiên này thôi, nhưng mà thật ra không phải. Ông Thiên chỉ là một trong hàng trăm, hàng ngàn cái friend, bạn bè của ông sẽ bị thu thập hết. Tất cả thú vui, rồi tất cả những cái thói quen gì trên Internet là thu thập hết. Thì đó là một cái sự ma giáo. Thay vì 50 triệu người user thì có thể lên tới 250 triệu người user bị nó thu thập thông tin một cách lén lút. Thì cái chuyện đó thì cũng chưa có gì chấn động, nhưng mà cái chấn động là cái anh tổng giám đốc của công ty này đó bị thâu được bằng chứng do báo chí, các phóng viên báo chí thâu được, là ảnh tuyên bố một là nhờ ảnh bán các thông tin này đó thì chính quyền hay là các tổ chức về chính trị đó họ dùng đó để họ tranh cử và họ thắng cử. Điển hình là anh ta nói là nhờ cái giao dịch giữa công ty của anh với một người bạn thân tín của ông Trump, tổng thống đương kim tổng thống Trump á, Donald Trump á, thì nhờ đó mà phe của ông Trump thắng cử. Đó là một cái khá chấn động. Cái thứ hai đó là anh nói rằng anh sẵn sàng tung tiền và tung gái để mà anh moi tin, moi dữ liệu, moi thông tin, để mà tìm mọi cách để mà thu thập được cái thông tin khắp nơi. Thì đây là một về vấn đề đạo đức, tức là không phải là một cái thông tin trung thực nữa, mà bây giờ anh dùng tiền và dùng gái để anh có được những thông tin mật. Rồi cái quan trọng nữa là anh tiết lộ rằng là anh đang xài một cái hệ thống email đặc biệt, mà trong đó, đó là nó định giờ, cho nên là các chính phủ sẽ không có thể nào mà có thể là truy tầm lại những cái email hay là những cái thư điện tử mà anh xài. Cái này là một cái gọi là bí mật của công ty của anh, tức là anh gửi ra và anh định giờ là trong vòng 5 tiếng. Nếu mà quý vị
không có đọc trong vòng 5 tiếng thì sau 5 tiếng đó thì cái email nó sẽ biến mất. Nó sẽ tự động nó xóa, nó coi như mất dấu vết. Nó mất dấu vết. Thì cái này á nó phạm luật Hoa Kỳ. Tại vì tôi sẽ giải thích về luật á, tức là một cái sản phẩm từ ông A bây giờ đưa qua cho ông B, đây là ông B, thì cái sản phẩm đó đã nằm trong tay ông B rồi, nó thuộc quyền sở hữu của ông B. Nhưng mà thật ra đó, ông A này ông gài một cái phần mềm nội gián trong cái cho ông B này, và nó sẽ tự động đúng 5 tiếng đồng hồ nó sẽ xóa, cho nên ông B này mở ra không coi gì hết, biến mất. Cho nên ở Hoa Kỳ là anh phạm luật vì cái đó nó không thuộc quyền sở hữu của anh nữa, mà anh cố tình anh phá. Giống như là bây giờ tự bán cho quý vị một cái máy tính, quý vị đem về 2 ngày sau á, toàn bộ dữ liệu toàn bộ trong đó là bị phá nát hết, không còn gì trong đó hết, quý vị mở máy ra bị hư hết, thì cái người bán là cái người phạm luật đó. Thì cái tiết lộ của ảnh làm cho nó gây một cái sự chấn động là anh này vi phạm luật pháp. Thì ngay lập tức là anh bị hội đồng quản trị của công ty đuổi việc, nói và công ty nói rằng cái lời tuyên bố, những cái lời tuyên bố bí mật của anh này hay là tuyên bố bất cứ ai đó là đều không có giá trị và chỉ là tuyên bố cá nhân, chứ chúng tôi không có làm những cái chuyện như vậy. Thì ngay sau đó là công ty Facebook cũng đã khóa những cái account của công ty này và không cho họ thu thập thông tin. Và ngoài ra đó thì công ty Facebook cũng đã yêu cầu công ty Cambridge Analytica là phải xóa hết tất cả các thông tin mà đã thu thập được. Thì công ty Analytica nói rằng chúng tôi cũng đã xóa hết rồi. Nhưng mà cái vụ việc đình đám nó không có nằm ở đó nữa, mà bây giờ nó nằm ở Quốc hội nước Anh và Quốc hội Hoa Kỳ. Họ đang triệu tập anh CEO của Facebook để ra điều trần về cái vụ tiết lộ thông tin bí mật này, vì cái đây là một cái vi phạm về luật liên bang, tức là anh thu thập của người dùng và công ty anh. Bây giờ tự nhiên có ông thứ ba rồi ông thứ tư cũng có thu thập cùng cái thông tin đó, nhưng mà cái người tiêu dùng họ đâu có đồng ý cho một cái công ty nào bên Anh mà đi lấy thông tin của họ. Cho nên là anh Mark Zuckerberg bây giờ đó là sắp phải ra điều trần trước Quốc hội và phải trả lời một cái câu hỏi nữa là thật sự những cái thông tin mà thu thập được á, nó ảnh hưởng như thế nào đối với cái chiến dịch tranh cử của ông Trump. Có phải là những cái thông tin này, nhờ những thông tin này mà phe ông Trump có thể biết trước được tiểu bang nào họ sẽ chắc thắng, chẳng hạn như một cái tiểu bang chỗ đó phe ông Trump qua thông tin bí mật biết rằng người dân sẽ bầu cho mình, cho nên không cần bỏ tiền vào vận động nữa, tại vì mình chắc thắng mà. Cho nên là dùng cái số tiền đó đi vào những cái chỗ mà ngang ngửa với nhau 50-50 hay 49-51 đó, để mà vận động những cái thông tin đó nó có giá trị to lớn như thế nào. Và chúng ta sẽ có những cái thông tin tiếp về công ty Facebook. Thì ngay lúc này đó, được tin là công ty Facebook, ông Mark Zuckerberg đã lên tiếng xin lỗi những người đã mở những cái chương mục trong công ty Facebook. Tạm chấm dứt chương trình tới đây. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.